Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video này mình sẽ có đôi lời nói tới vấn đề iPhone 16 series tại Việt Nam nha các bạn. Thì hiện tại thì bản chính hãng chưa chính thức đưa tới tay người tiêu dùng. Theo như mình biết thì 00 giờ ngày 27 tháng 9 này thì bản chính hãng sẽ được phát hành nha các bạn. Thì hiện tại giá bản chính hãng á, thì mình được biết là bản 16 Pro 1.8 màu hoàng đế sa mạc thì nó sẽ có giá từ 28 các bạn, 28 triệu 490 sao á. Và cái bản 16 Pro 256 thì giá của nó sẽ là 32 triệu 990. Đó là dành cho bản chính hãng ngày 27 tháng 9 nha các bạn. Thì trên tay mình là cũng là 16 Pro các bạn. 16 Pro nhưng mà mã ZB là hàng của, nói chung là hàng sách tay các bạn. Còn mã ZB thì tất cả các bạn đều biết rồi, nó có thị trường nào rồi. Thì trước khi mà mình con này thì mình đã update rồi. Nhưng mà trong video này thì mình xin nói tới vấn đề một số vấn đề liên quan tới nó, đặc biệt là giá cả tại Việt Nam. Thì trên cái bill này các bạn cũng thấy là nó ghi là 43,9 đô là đô sinh nha các bạn. Thì cái bill, cái giá này chính là cái giá mà các bạn giống như là thuế các bạn phải trả ấy. Thì nó rơi vào tầm khoảng là 800 mấy 900. Thì các bạn biết là nếu như các bạn mua cái mã này giống như mình này, là 16 Pro bản hoàng đế sa mạc 256GB, đây mình cho các bạn thấy rõ nè, nếu các bạn mua ở thời điểm này thì giá nó sẽ là 35 triệu nha các bạn. Còn những thằng nào, những cửa hàng nào bán các bạn 36 triệu là những người đó ăn rất là dài nha các bạn. Mình nói đơn giản thôi, ăn rất là dài. Riêng bản này các bạn mua tầm 35 triệu hơn xíu là ok đó. Còn nếu các bạn nào mà gặp thằng cửa hàng nào hay là bạn nào mua mà từ 36 triệu cho lên thì các bạn, cái cửa hàng đó đang rất là dài, nó thẳng là vậy, nó đang rất là dài nha các bạn. Tại vì kinh doanh là có lời mà cái giá nó phải chuẩn các bạn, chứ không phải là lời 5-7 triệu 10 triệu một cây, lời vậy thì thôi ai cũng làm được hết. Thì thứ hai nữa là cái màu này nó rất là đẹp nha các bạn, mình cảm thấy nó rất là đẹp, chứ không phải giống như màu vàng của thằng 12 Pro hay là của thằng 13 series đó. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Con máy này mình nhận vào lúc tầm 6 giờ nha các bạn, thì mình có check update rồi. Lúc đó thì các bạn check trên Apple nó sẽ không có ra, để mình coi coi đây. Thì lúc đó các bạn chép ra, nhưng mà mình chép thì nó sẽ báo là riêng các bạn là người dùng, các bạn không thể chép vào một số hệ thống luôn, không thể chép ra nếu con máy chưa update. Nhưng mình có thể chép được là con máy nó chưa update, nhưng mà khi update lên nó sẽ còn giới hạn bảo hành bao nhiêu. Thì con này mình nhận lúc là bạn mình đưa qua là lúc là 18 giờ, để đây các bạn, để cho mình xem. Đấy bạn, đây lúc là gần 18 giờ này các bạn, gần 18 giờ ngày 21 tháng 9 2024. Thì mình có check là giới hạn bảo hành của nó khi update lên sẽ là hết vào ngày 14 tháng 10 2025. Thực chất ra con này mình update vào lúc tầm 8 giờ các bạn, 8 giờ tối chứ không phải lúc là bạn mình đêm qua. Nhưng mà đối với mình á, các bạn chỉ cần cho mình số series là mình check được hết. Cho dù các bạn lên trang web lên Safari, đúng không? Khi các bạn lên Safari, các bạn check trang của Apple này thì cái máy nó hiện là chưa unlock, chưa update. Nhưng mà đối với mình check bằng ra. Thì con này trước đó là mình đã check rồi. Sau đó tầm 8 giờ tối thì bạn mình đã update lên. Ok, thì bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nhé. Đây các bạn, trong tất cả các phiên bản dòng từ khi xuất hiện dòng 11 Pro, có từ Pro nha các bạn,
từ rô, là tức là thành từ dòng series 11 á, thì mình thấy cái bản này của Apple là vừa tay mình nhất, vừa tay nhất nha các bạn. Để mình lọc siêu luôn, vừa tay mình nhất. Đây là cái cảm biến dành cho camera. Bạn nào mà nói thật, nếu bạn nào muốn mua dòng này tại thời điểm năm 2024 á, thì các bạn chờ ngày 27 ra mà mua, nó sẽ rẻ hơn rất nhiều, rẻ mấy triệu nha các bạn. Bạn đừng vội mua chi sớm bây giờ. Mình nhớ qua mua cây này để mình làm video thôi các bạn, chứ mình không có sử dụng cái cây này, tại vì mình xài là xài theo iOS các bạn, giống như con này các bạn. Đây mình cho các bạn xem, mình xài là với từ iOS 16 thôi. Con này thì là mã Việt Nam, đây chính hãng iOS 16, thì mình mới cài được những ứng dụng ghi âm cuộc gọi, Face GPS nha các bạn. Chứ còn nếu mà xài iOS như 18 này á, của thằng 16 đây á, thì các bạn không cài được đâu. Thì đối với mình, khi mình nhận được cây này, mình mở ra một tí các bạn, mình cảm thấy một điều đó là chắc có lẽ là nếu nó chỉ phù hợp với mình thôi các bạn, và một ít số ít người thôi. Tại vì cái nó dài và nó bề nghe nó rất là nhỏ, thì đa phần nếu như có ở Việt Nam thì theo mình nghĩ thì cái dòng này chắc bị thất bại á, tại vì kích thước nó bị nghe nó nhỏ quá. Bị dài thì ok, nhưng mà khả năng là chỉ dành cho một số người nào thực sự thích nhỏ thôi. Mình cảm giác cầm nó giống như cầm con iPhone 12 á các bạn, rất là nhỏ nha. Rồi thì ngoài ra nó cũng không có gì đặc sắc ngoài cái màu sắc. Màu sắc này mình cảm giác là màu đẹp nhất đối với màu vàng. Nó là vàng của cà phê các bạn, đúng là với cái tên gọi của nó là Hoàng Đế Sa Mạc. Còn camera thì nó cũng y chang mấy dòng đời trước thôi, bạn không có gì khác biệt đâu. Bây giờ mình đặt ti lên nè, mình kích hoạt vào trong. Con này thì mình đã đặt ti rồi. Mã này mã USB thì các bạn sẽ có một cái sim, cái sim nha các bạn, một cái sim vật lý, một cái sim. Thật ra thì mình chờ bản Việt Nam ra mua cũng được, nhưng mà mình không muốn chờ nữa các bạn, tại vì mình có đủ khả năng mua được. Rồi bây giờ mình chọn tiếng Việt các bạn. Nếu bạn nào mà đang có nhu cầu mà lên muốn lên 15 á, thì các bạn nên bỏ qua 15 luôn đi, bạn lên 16 cho mình. Nhớ là các bạn lên 16 rồ và 16 rồ mắt nha, mình không có khuyên các bạn lên 16 thường, tại vì các bạn xài là các bạn sẽ xài 3 cam cho mình, 3 cam. Còn lý do tại sao xài 3 cam nó hơn 2 cam là, nói chung là mình chỉ đơn giản chứ đó là khi bạn chụp hình nó sẽ khác biệt rất lớn. Ok vậy thôi. Mình thì mình đó giờ xài 3 cam, không xài, không có khái niệm xài 2 cam. Các bạn chờ xíu mình đặt tim vào trong. Còn ngoài ra nó không có gì khác biệt các bạn, chỉ là nó vừa tầm tay của mình thật, đúng rồi. Tại vì mình cảm giác nó nhỏ hơn cả con 12 rù bề ngang các bạn. Cảm giác nha các bạn. Hay là chắc là do đợt này nó mỏng hơn hay sao á, nhưng mà mình cảm giác là nó rất là thuận tay. Nhưng mà ở Việt Nam thì con này sẽ bị hạn chế, là tại vì màn hình nó nhỏ quá. Face ID thì cũng không có gì khác biệt đâu bạn, mấy cái đó chức năng nó thì đơn giản rồi. Mình thì không phải là nhận tiền review hay là làm mấy cái review, mình chỉ nói về vấn đề cái vấn nạn mà cái đợt iPhone 16 series năm nay nữa bạn. Các bạn bán cây máy bạn là 5-7 triệu, 5 triệu còn đã đỡ, chứ bán là cây máy là 10 triệu thôi ai chịu nổi. Cái nút gạt rung của nó thì đây đó bạn, nút gạt rung thì vẫn như thằng 15 thôi, không có gì khác biệt, không cần phải nói nhiều. Còn cái này đây chính là cái mới của Apple này. Lý do tại sao mà mình nói các bạn bỏ qua 15 các bạn lên 16 là lý do chỗ này.
khi các bạn xài một cái sản phẩm của Apple á, thì bạn nên cân nhắc bạn lựa cái sản phẩm nào nó ok nhất. Tại vì trước sau thì bạn cũng trả góp mà, bạn mua một lần bạn xài full tất cả chức năng. Đối với những dòng sản phẩm linh kiện điện tử á, thằng Apple nó hay điếm lắm các bạn, mình nói thẳng luôn, nó điếm lắm. Nó sẽ cho tối ưu trên rồ mắt thôi, còn mấy thằng kia á, sống thường nó chỉ là tầm trung đó các bạn. Ngay cả khi bạn mua con 15 rồ mắt bạn xài cũng ngon hơn nó nữa. Rồi mình mục đích mình mua làm con 16 này là chẳng qua là cái camera nó nữa các bạn. Camera cảm biến. Và khi mình đặt tay lên thì cảm giác cái phần này nó rất nóng. Nóng nha các bạn, nóng rất nhiều. Mình chưa biết lý do sao nóng, do iOS hay sao mình không học rõ, nhưng mà nóng. Bây giờ mình tiếp tục đặt tay vào. Rồi, muốn lên. Đây mình cho các bạn xem. Nó đang ở 18.0. Thì với iOS 18.0 này nó rộ lên rất nhiều trong thời gian qua, đó là khi các bạn lên nó sẽ chích linh kiện. Thì đương nhiên con này mình sẽ làm thử này, mình là nó là mặc định 18.0 thì nó không có báo linh kiện gì mà. Em một khe bảo hành, cái này bạn phải đăng nhập. Bây giờ mình sẽ xem, nó có một số giao diện nó thay đổi nha các bạn. Nhưng mà mình cảm thấy không đáng kể. Pin nó sẽ đưa lên trên. Tình trạng pin là bình thường, nó báo đó các bạn. Ngày sản xuất là tháng 7 nè các bạn. Ngày sử dụng đầu tiên là tháng 9 năm 2024. Rồi thì cái phần camera, thì thường camera các bạn, bây giờ mình sẽ tắt cái màn hình này cho các bạn xem. Bạn cảm giác khi bạn tắt màn hình đúng không, nó màn hình đâu tắt đâu, hao pin nha các bạn. Nó để chế độ chờ là hao pin nha, hao pin đó. Khi mình bấm hao pin đây, mình sẽ tắt dòng 15 Pro và 15 Pro Max. Khi các bạn lên iOS 18 thì cũng nhau, còn nếu không iOS 8 thì các bạn tắt một cái là tắt luôn, đúng không? Nó đỡ tiết kiệm, nó rất tiết kiệm pin rất nhiều. Nhưng thằng này nó lại dính rồi các bạn, khi các bạn tắt không, nó vẫn ở chế độ chờ. Các bạn để nó giống Android, nó giống y chang Android. Các bạn muốn tắt nó đi á, thì các bạn vô chế độ chờ nè các bạn, tắt đi. Đầu tiên các bạn tắt đi, nó vẫn còn nè, tiếp tục. Các bạn vô màn hình và độ sáng nè, mình coi. Màn hình luôn luôn bật nè các bạn tắt đi. Tắt cái này đi. Đó. Thì bây giờ nó sẽ tắt đi. Các bạn nên tắt đi để tiết kiệm pin nha các bạn. Tại vì iPhone á, khi bạn có nhớ nha, bạn nên nhớ một điều nè. iPhone nó pin nó chỉ có nó ra chủng thôi chứ nó không ra dư, mà nhiều dư giống như Vivo hay là Xiaomi hay là Samsung. Cái thứ hai nữa là màn hình càng lớn thì tỷ lệ nghịch với hiệu năng của pin. Bạn nhớ giúp mình nha, bạn mua càng lớn thì pin nó càng giảm, càng giảm lại lắm. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ, nè các bạn để ý nè, bạn thấy không, cái hiệu ứng nè, cái hiệu ứng đẩy vô của, trên màn hình này nó, khi các bạn bắn các phím chức năng, cái này làm thấy hiệu ứng này là sạm lông nhất luôn các bạn. Nó chỉ hao pin thôi, không được cái đắt gì hết. Nó không đem lại một cái gọi là đẹp đẹp gì các bạn. Nhưng khi các bạn xài qua thằng này, đây, cái cảm biến nữa các bạn, hiệu kê nha, mình thấy nó hút. Mình chỉ thích cái của nó là như này thôi. Phong cách nhiếp ảnh thì ở đây các bạn tự chỉnh nha, mình không cần chỉnh chi. Đó, thì khi nó 5 này, 5x, các bạn zoom lên 5x, đúng không? 2, 1, 2. Thì được cái đó, các bạn zoom nó xa thôi các bạn, chứ mình thấy thì nó cũng không có ngon lành gì. Còn cái này bạn đè vô thì nó chuyển thôi nè các bạn. Nó tiện lợi dành cho những người nào làm chụp hình các bạn. Đó. Nhưng mà cái này mà một khi các bạn làm xước làm hư là cũng tốn tiền khá nhiều nha các bạn. Thực ra nó các bạn sửa cũng được thôi, nó cũng giống như vân tay, thời đại kỳ vân tay thôi các bạn. Từ từ được Việt Nam mình cũng sửa được à, không gì khó hết. Đó. Thì đối với iPhone 16 các bạn sẽ xài được cái này. Rồi, còn ngoài ra mình thấy nó không có sự khác biệt gì hết. Ngoài màu sắc, kích thước màn hình. Ừ.
Còn ngoài ra thì nó không có gì, chỉ có cái vấn nạn về giá thôi các bạn. Về giá thì mình thấy nó quá cao đi. Còn camera thì màn hình nó cũng 120Hz nha các bạn, 120Hz không có gì khác biệt. Để mình vô cái camera xem có gì khác biệt không. Điều khiển camera, quay video thì nó được cái đó hơn các bạn. Nó bây giờ nó cũng là 4K 120fps nhưng cũng được các bạn, cũng ok. Còn ngoài ra thì không có gì hết. Khi các bạn xài thì các bạn bật mấy cái này lên cho mình, camera Fusion này. Thì mấy cái này thì trong thằng 15 đều có hết rồi bạn, không gì macro, điều khiển macro nữa các bạn. Còn ngoài ra không có gì mà khác biệt cao, ngoài trừ tính năng này cảm biến. Nó giống như cái bàn tay thôi bạn, chẳng có gì khác biệt nữa. Chỉ là cái dữ liệu nó được đưa vô là khác thôi. Dữ liệu nó được đưa vô là khi các bạn lên xuống nó hiện cái độ chỉnh 2x, 3x, 4x của camera thôi. Rồi thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, xin thành cảm ơn. Mình câu cuối cùng mình khuyên các bạn là nên chờ thằng chính hãng nó ra để các bạn mua giá rẻ hơn nha. Và cáp của nó thì không có gì khác biệt các bạn. Cáp của nó thì mình thấy nó cũng y chang nhau, cũng như 15 thôi. Và cũng không thích, cũng là Type-C các bạn, chả có gì khác biệt. Ngoài giá tiền mua cao hơn 5-7 triệu thôi, chứ ngoài ra mình thấy nó không có gì khác biệt hết, trừ cái số tính năng mới thôi. Ok, thì mình xin chào các bạn, tất cả các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, xin thành cảm ơn.